Hello các bạn, đây sẽ là một cái video rất là ngắn và họ chỉ muốn dùng tiếng nói ít ỏi của mình. Họ biết mình không phải là một YouTuber nổi tiếng hay là ghê gớm gì mà nhiều người biết đến, nhưng mà họ biết là có rất là nhiều bạn cũng đang theo dõi cái kênh YouTube này và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ chung tay để mà có thể quyên góp và ủng hộ cứu giúp đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Và họ cũng muốn chia sẻ một cái YouTube channel, anh tên là Dư Leo, thì hình như là các bạn cũng biết rất là nhiều. Anh làm một cái video về làm sao để mà chúng ta có thể giúp đỡ đồng bào miền Trung mà có thể ngăn chặn được lũ lụt, hoặc là trong những cái thời gian sắp tới sau này mình sẽ không cần phải quyên góp để mà giúp đỡ đồng bào miền Trung nữa. Thì họ sẽ để cái link của cái video của anh ở dưới ha. Anh phân tích và anh giải thích rất là rõ, cũng như là mình có, các bạn có để ý thì mình ngày xưa đến bây giờ mình đi học từ lớp 1 đến bây giờ là lúc nào cũng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, mà chúng ta chưa có bao giờ mà thấy là ngừng quyên góp ủng hộ đồng miền Trung mà lũ lụt và những cái nơi hạn hán thì càng ngày nó càng nhiều và nhiều hơn nữa, nó càng lớn mạnh và nó càng nguy hiểm, cũng như là cái sự thiệt hại nó càng rất là nhiều. Thì họ muốn là các bạn có thể xem tham khảo cái video này, cũng như là nếu mà bạn nào đã quyên góp rồi thì chúng ta có thể kêu gọi thêm người thân, gia đình, bạn bè mình để quyên góp giúp đỡ. Còn nếu mà bạn nào mà chưa làm, bạn còn đang chần chừ, bạn đang lưỡng lự, thì các bạn ơi, làm ngay bây giờ, làm liền và đừng có chờ đợi gì nữa. Bởi vì một miếng khi đói, một gói khi no, phải không ạ? Với phần Hào thì Hào đã gửi một phần của mình, cũng như là quyên góp được một phần nhỏ từ các bạn bè xung quanh và gửi về Việt Nam cho một người bạn của Hào để thay Hào làm cái việc này. Một điều mà Hào muốn nhấn mạnh những cái video này và hy vọng là các bạn có thể tìm thấy được một cái điểm chung và thấy được những gì Hào nói, đó chính là Hào ở trên những cái trang Facebook giống như là của chị Thủy Tiên đi cứu trợ này, Hào thấy rất là nhiều comment của rất là nhiều người, mà đa số cái comment đó là tỏ lòng thương tiếc và thương hại, cũng như là tỏ lòng trắc ẩn đến người miền Trung và sự mất mát và sự đau thương này. Đúng là Hào rất là, Hào cũng có những cái lòng điều như vậy, nhưng mà cái nội dung và cái ý chính của Hào muốn nói với các bạn là, các bạn ơi, cái thời điểm bây giờ khi mà chúng ta có rất là nhiều công nghệ thông tin, rất là nhiều sự kết nối với nhau, và lý do mà tại sao năm nay mà cái lũ miền Trung này nó lại làm cho mọi người quan tâm và lo lắng nhiều như vậy, là lý do là vì chúng ta có internet nhiều hơn, chúng ta nhiều người có internet hơn, nhiều người có smartphone hơn, có YouTube, có tất cả cái phương tiện truyền thông để mà có thể chia sẻ và kết nối với nhau. Đó là một cái điều rất là tốt, nên là họ muốn khuyến khích các bạn sử dụng cái phương tiện này, cũng như là bạn khi mà bạn xem cái video của anh Dư Leo xong thì bạn sẽ thấy được anh ấy đặt ra những cái solution, những cái giải pháp để mình có thể giúp đỡ đồng bào miền Trung cho những năm tới đây. Mình sẽ không phải quyên góp để mà ủng hộ, mình không phải leave những cái comment là tội nghiệp quá, đáng thương quá nữa, mà chúng ta nên take action, chúng ta nên hành động các bạn ạ. Chúng ta nên đôn đốc, thúc đẩy bằng cái việc là share cái video này ra. Bởi vì trong video có thể là một cái biện pháp mà anh ấy đặt ra là Hào không nghĩ là nó quá tầm với của nhà nước và chính phủ Việt Nam. Hào nghĩ là đây là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ và chúng ta nên cố gắng làm sao mình có thể đạt được, và làm được cái điều này thì dân mình nó sẽ bớt khổ. Mình không phản động nha các bạn, mình hoàn toàn không phản động và mình hoàn toàn không đi ngược lại với lại cái chiều hướng của nhà nước đặt ra. Mình đang đang đưa lên một cái giải pháp, cái này gọi là constructive criticism, có nghĩa là bạn đưa ra một cái giải pháp, chứ không bạn không có phản động, bạn không có phàn nàn, bạn không có đòi hỏi, mà đây là một cái quyền lợi chung của dân chúng ta và mọi người. Họ nghĩ là nếu như bạn có thể share được cái video này, bạn hiểu được cái ý bây giờ mà anh Dư Leo nói ra, thì họ nghĩ là sớm muộn thôi, những năm tới đây thôi, mình sẽ không phải phải lo lắng về cái bão lũ này nữa, mà chính phủ và nhà nước Việt Nam có thể giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung, và sau này mình có thể dùng những cái tiền đó mình có thể giúp được cho nhiều nơi khác, và những cái chuyện mình làm được, những cái chuyện khác. Họ sẽ để cái link ở dưới cái description nha, các bạn xem rồi các bạn share ha. Tóm lại là nếu như bạn nào mà chưa có quyên góp thì bạn nên suy nghĩ là bạn nên hãy giúp đỡ một chút thôi cũng được, không cần phải nhiều lắm đâu. Và nếu như mà bạn đã quyên góp rồi thì bạn hãy nên là xem là chúng ta có thể
kêu đọi gọi vận động mọi người trong gia đình bạn bè có thể giúp đỡ hay không. Và cái thứ ba là các bạn hãy nên chúng ta phải take action ngay bây giờ, chúng ta phải lên tiếng và chúng ta phải cùng nhau lên tiếng để mà giúp đỡ đồng bào miền Trung. Và hy vọng là cái video này sẽ tìm đến các bạn một cách nhanh nhất, và xem xong thì hy vọng là các bạn sẽ làm được những điều tốt đẹp nhất để có thể giúp đỡ đồng bào miền Trung của chúng ta và cũng như là những người Việt Nam. Ok, bye bye.